Nội tất yêu Huân kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trước mắt mọi người đây là bộ tần thủy hoàng, cột 12, hàng VIP, chất liệu gỗ gõ đỏ. Gỗ gõ đỏ 100%, hàng trần lõi, không pha tạp bất kỳ một thanh gỗ nào khác. Và cái bộ này là thuộc phân khúc hàng VIP, cột 12, cột liền, yếm liền, khuôn dày 4 phân, ván dày 2 phân, chân vén đế liền, yếm bên em đục, hoa là cây, bách dày 2 phân, rất là đẹp, dày dặn, mai rùa liền. Thì anh chị nào có nhu cầu sở hữu cái bộ tần thủy hoàng chất liệu gỗ gõ đỏ thì có thể liên hệ tới số là 0988 685 625, hoặc là truy cập vào website noithathiuhuan.com. Nếu mà ai ở gần thì có thể qua tận xưởng kiểm tra trực tiếp. Thì bên em để rất là nhiều mộc, các cái mẫu mã bên em để cực kỳ là nhiều bên trong, thì mọi người có thể qua ký mộc, ký nhận mộc trước khi bên em hoàn thiện. Còn nếu mà ai không có điều kiện thì có thể quan sát video, em sẽ quay rất là kỹ và chậm để cho mọi người có thể nắm được từng chi tiết của bộ bàn ghế này. Thì đầu tiên nói về hai chiếc ghế đơn đi. Hai chiếc ghế đơn này thì có kích thước là 1m05, sâu 75 và cao 1m21. Vách đục phú và quý, và mọi người có thể quan sát qua đây ạ. Vách đục phú và quý, cây sinh chữ, cây tùng và cây cúc. Thì hàng là hàng dày 4, khuôn dày 4 phân đây, mọi người có nhìn thấy này, khuôn dày 4 phân và bên em có bo lượt chỉ ở dưới này. Dày đủ 4 phân luôn và hai lượt chỉ chạy tứ diện. Yếm thì bên em vén cong theo khuôn tranh và yếm đục hoa là cây. Chân vén đế liền đây ạ, chân vén đế liền, chỗ này là liền thì nên không bao giờ lo bị bong ra, khác hẳn với hàng chấp. Hàng chấp nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Ván dày 2 phân nhé, mọi người để ý cái ván này là bên em sẽ dày 2 phân, rất là dày dặn và chắc chắn. Cái bách này dày 2 phân và từng cái chi tiết dù là mộc thô nhưng mà bên em đục cực kỳ là sắc nét luôn. Rất là sắc nét, phía bên kia là đục hoa dây cộng với chữ thọ. Đấy, trương thì đục phúc, rơi, ngũ phúc lâm môn. Và cột là hàng cột liền, yếm liền, yếm rất là dày dặn luôn. Khuôn 4 ván 2 mai rùa dày, mai rùa vén cong rất là dẻo và liền hết này, liền từ trước ra sau. Để xẻ được cái mai rùa này thì bên em bắt buộc bên em phải xẻ cái gỗ dày và bỏ đi cái phần gỗ ở phía dưới. Đấy là về mộc là như thế, cột này là cột liền. Vân veo thì là bên em tuyển chọn, gỗ gõ thì không được nhiều vân như các gỗ khác, nhưng cái chất gỗ thì cực kỳ là bền, không bị mọt, không bị cong vênh và độ co ngót cực kỳ là ít. Thế nên phải nói là dùng bền từ đời này sang đời khác. Mua một lần thì để của cho mai sau, đẹp mãi về sau luôn, và nó đẹp theo kiểu đẹp trường tồn luôn. Thế nên chỉ cần đầu tư một lần thôi là mọi người kê một bộ bàn ghế đẹp mãi mãi, chứ không phải là đầu tư nhiều lần hay là sau này thì có để lại cho con cháu thì vẫn đẹp, vẫn giá trị, tại vì gỗ thì nó chỉ có tăng lên thôi. Và cái độ bền của gỗ thì cực kỳ là bền. Gỗ bên em là 100% gỗ gõ đỏ, không pha tạp bất kỳ một gỗ thanh gỗ nào khác và không bán rác, thế nên dùng cực kỳ là an tâm. Em tự tin em quay từng chi tiết cho mọi người có thể nhìn ngắm và nắm được cái chất mộc thô. Tuy là mộc thôi, tuy là chỉ là mộc thô thôi nhưng mà bên em quay rất là kỹ và nhìn mộc đã rất là đẹp rồi. Đã rất là đẹp rồi, tại vì gỗ đã chuẩn này, gỗ chuẩn màu, gỗ đều và gỗ cực kỳ là khô. Gỗ bên em tẩm sấy và để khô trước khi mà đem ra làm, thế mọi người dùng hoàn toàn yên tâm, khô kiệt. Và vách này, vách đục chữ phú này, ghế đơn này đục chữ phú, cúc và những cái đường vân này, 6 cái cột vân, vân nào cột nào vân cũng đẹp, ván cũng vậy, rất là đẹp luôn. Khuôn dày 4 phân, ván dày 2 phân. Tiếp theo đến là cái đoạn này thì có kích thước là 2m4, sâu 75 và cao 1m21. Và vân ván bên em cũng tuyển chọn vô cùng là đẹp. Đây mọi người có thể nhìn thấy này, vân này, vân veo cuồn cuộn luôn, đẹp quá đẹp luôn. Gỗ gõ bằng những cái đường vân như thế này là tuyển vô cùng là khó này. Hơn nữa là cái mặt ván này là bắt buộc là bên em phải tích, tại vì mua những cái khối gỗ mà ván lớn như thế này sẽ giá nó sẽ rất là cao. Và một tấm ván lớn mà không hề có một vết vát gì như thế này là giá nó sẽ phải nói là cực kỳ là khó tìm, khó chọn. Và nhiều vân như thế này là giá nó sẽ cao hơn. Đấy. Cột này vẫn là những cái đường vân vô cùng là đẹp, cuốn lượn cuốn cuộn luôn. Đấy, vân veo. Thì mộc thô thì nó sẽ chưa nổi bằng khi mà mọi người quét lót vào. Khi mà em quét lót hoặc sơn lên thì vân nó sẽ nổi hơn. Đấy, gỗ này thì mọi người có thể nhìn qua là trần lõi. Trần lõi. Ai có điều kiện đến gần, đến nơi kiểm tra thì bên em thì có thể thấy, bên em cam kết đảm bảo là hàng 100% không pha tạp gỗ, gỗ chuẩn, hàng trần lõi.
bách đục chữ phúc lộc thọ, từ quý phát tài, phúc lộc thọ hay là trống có nghê. Nghê, nghê thì với ý nghĩa là trấn giữ cho gia đình. Trương thì đục rơi, ngũ phúc. Bộ bàn ghế này kê trong phòng khách, nếu mà ai hiểu hoặc là ai thích phong thủy thì có thể biết được cái ý nghĩa của bộ bàn ghế này. Nó mang toàn những cái ý nghĩa về phong thủy, ý nghĩa tốt về phong thủy. Nó mang toàn những ý nghĩa tốt về phong thủy, thế nên như em là em rất là tin phong thủy, thế nên những cái bộ bàn ghế này em kê vào em cảm thấy những cái ý nghĩa này rất là tốt. Hoặc là em có, nếu mà ai tín hoặc là ai tin phong thủy ấy, hoặc là ai có để ý về phong thủy thì sẽ thấy từng chi tiết của bộ bàn ghế này là dựa trên phong thủy và mang lại những cái điều tốt đẹp cho gia đình. Thế nên nhiều khi kê bộ bàn ghế này vào, lộc lá tự dưng đến chẳng hạn thế, hoặc là làm ăn tự dưng thấy may mắn hơn, thì đấy cũng là một cái điều rất là vui cho gia đình. Tại vì ý nghĩa của những cái chi tiết hoặc là những cái bức tranh đục chạm tỉa tót đều là những cái ý nghĩa tốt, đều cầu cho gia chủ những điều tốt đẹp nhất. Ví dụ như là bức tranh này là đục thuận buồm xuôi gió này, mọi người có thể nhìn thấy này, bức tranh vô cùng là yên ả và bên em đục với tỷ lệ cực kỳ là đẹp luôn, và đục sâu sắc nét từng chi tiết này, những cánh chim này đấy rất là sống động, những cánh buồm này, những cánh buồm này ở gần ở xa này, những dãy núi này hay mặt trời này, hay là cái khung cảnh ở gần này, người Bắc Đông Dân hay là chú tiểu này, thổi sáo này rất là đẹp luôn. Bàn này thì bàn liền tấm nhá, bàn liền tấm không phải là bàn hai lá mà bàn liền một tấm dày 2 phân, cực kỳ là dày dặn và bên em đục rất là sâu, đục sâu đục nổi hẳn lên đấy. Bàn này có hai cái ngăn kéo mặt trước mặt sau, khuôn dày 4 phân, ván dày 2 phân, chân vén đế liền. Tiếp theo đến là đôn đầu bàn thì có kích thước là 75 x 40. Bàn này có kích thước là 75 x 1m46. Đôn bàn thì đục kiểu ngư quần hội, cũng có một cái ngăn kéo bên em hãn đóng cố định vào. Thì cái đôn ngồi kia là cái bộ món cuối cùng, có kích thước là vuông 40. Tổng thể là có 6 món vân rất là đẹp. Bên em thì là cơ sở sản xuất từ A đến Z, từ khâu mộc đến khâu hoàn thiện, và khâu nào bên em cũng đảm bảo là làm kỹ, đẹp, làm tâm huyết nhất có thể. Thế nên những cái sản phẩm mà bên em đưa ra thị trường thì bên em có thể tự tin khẳng định là những cái sản phẩm chất lượng. Thì bên em, nếu mà mọi người so sánh thì mọi người có thể so sánh với những cái cơ sở mà làm cùng chất lượng, còn nhìn về mẫu mã thì mọi người có thể là nếu mà ai không phải là thợ thì có thể là chưa nhìn ra những cái điểm đặc biệt hoặc là những cái chi tiết mà bên em đã làm dày dặn và chắc chắn hơn, bên em đã làm đầu tư và bên em đã làm kỳ công tốn công thợ hơn như thế nào. Thì em cũng nói qua để cho mọi người nắm được là thứ nhất là sơn bên em làm là sơn cao cấp, và keo, từ keo đến xăng đến cứng là những cái nguyên liệu cao cấp hết. Và cái khâu mà khâu mộc ngang rồi trà lu rồi quật mộc giấy giáp làm lót là bên em làm cực kỳ là kỹ luôn, khâu nào cũng làm kỹ, và gỗ bên em tuyển chọn là tâm huyết hết sức. Thế nên là từ gỗ đến mộc đến ngang đến sơn hoàn thiện là bên em giám sát từng khâu làm sao cho đảm bảo nhất có thể, và cái hàng mà bên em đưa ra thị trường là những cái hàng mà đã làm tâm huyết nhất có thể cho mọi người. Thế nên những cái sản phẩm mà mọi người nhận được là những cái sản phẩm nó khác biệt so với hàng trên thị trường, hàng đại trà trên thị trường. Thì em hy vọng là mọi người nhớ đến Nội Thất Hữu Huân về cái sản phẩm chất lượng cao, uy tín, chứ không phải là những cái sản phẩm mà chất lượng kém hay rẻ tiền. Đấy là cái mục tiêu mà xưởng Nội Thất Hữu Huân luôn luôn hướng tới. Nếu mà ai có nhu cầu sở hữu những cái mặt hàng chất lượng thì có thể liên hệ tới Nội Thất Hữu Huân qua số hotline là 0988 685 625, có thể để lại bình luận dưới YouTube hoặc là Facebook để em có thể trả lời hoặc là tư vấn trực tiếp. Bên em có địa chỉ xưởng tại làng nghề Châu Phong Liên, Hà Đông Anh, Hà Nội. Và bên trong xưởng thì em vẫn còn kê rất là nhiều bộ bàn ghế nữa. Đây mọi người có thể nhìn qua này, các cái mẫu hoàng gia này cực kỳ là chạy trong năm nay luôn. Mẫu hoàng gia này, đây là mẫu hoàng gia trên cao mới nhất của bên em đây ạ. Ngoài ra nữa thì hàng tần này, đây là hàng tần siêu cong. Hàng tần siêu cong, bộ này siêu VIP 112, cũng cực kỳ là cong, trương dẻo. Đấy. Hay là Âu Á, bên em có rất là nhiều hàng Âu Á từ thường đến VIP. Đây là hoàng gia Bách Trơn, cực kỳ là nhiều luôn. Đây là tần, cũng là hàng tần VIP đây ạ. Liền hết đây ạ, liền đến xoáy luôn. Hàng tần VIP. Đây là tần hàng phổ thông. Hàng phổ thông thì rất là vừa túi tiền của nhiều gia đình, nhưng mà cực kỳ là đẹp luôn, vẫn rất là đẹp, chất liệu gỗ hương đá, vân veo tuyển chọn, rất là đẹp và đồng đều.
rất là vừa túi tiền của nhiều gia đình. Và hàng thường hay hàng VIP thì bên em vẫn cố gắng làm đẹp hết sức có thể, chứ không phải là hàng thường mà bên em làm kém hơn, hàng VIP làm kỹ hơn không. Bên em có nghĩa là cái sản phẩm nào bên em đưa ra là cũng phải là sản phẩm đã cố gắng hết sức làm đẹp nhất có thể rồi. Đấy là Âu Á đây ạ, Âu Á bách thực tứ quý này. Đấy, gỗ hương đá hay là Âu Á trương voi, rất là nhiều. Quý vị và các bạn nào quan tâm thì có thể dành một chút thời gian để tìm hiểu về xưởng, để thấy được là những cái sản phẩm bên em đưa ra thị trường là những cái sản phẩm có chất lượng hay không, thì mọi người có thể tự tìm hiểu và đánh giá. Bên em thì được nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng, tại vì cũng là những sản phẩm tâm huyết, thế nên mọi người nhận được mà mọi người có ý kiến phản hồi thì bên em cực kỳ là vui mừng luôn. Thế nên nếu mà ai có những cái ý kiến gì hoặc là có phản hồi gì, dù là phản hồi tốt hay phản hồi không tốt, thì cũng dành một chút thời gian để trong Nội thất Hữu Huân, để Nội thất Hữu Huân có thể được lắng nghe ý kiến. Nếu mà chưa tốt thì bên em sẽ rút kinh nghiệm, còn những cái lời khen thì dành cho bên em cực kỳ là nhiều. Thế nên em cảm ơn rất tất cả quý vị và các bạn, tất cả các vị khách, người tiêu dùng đã tin tưởng và đặt niềm tin vào Nội thất Hữu Huân, cũng như là dành lời khen cho xưởng. Cảm ơn tất cả mọi người và xin hẹn gặp lại.